lứa thể hữu thật trang trọng và lộng lẫy nhất để chúc mừng ngày vui tới hạnh phúc cho năm của Duy Cương. Xuân Quý và Mai Phương họ đã và đang được hân hạnh đón tiếp. Sự nhiệt thành đông đủ của tất cả quý vị khách quý đã và đang hiện diện tại phía cổng. Thì bây giờ xin được thay mặt cho đại diện của gia đình nhà trai chân thành cảm ơn và kính mời quý vị khách quý chúng ta nhân đường đi đón dâu và đưa dâu vui lòng tiến bước trở về bên trong. Và quý vị anh chị vui lòng vào trước, chúng ta đến ngồi lên những hàng bàn phía trên và nhường lại những hàng bàn phía sau, tạo lối đi thuận tiện nhất để quý vị trở vào có những chỗ ngồi thật đẹp, thật trang trọng. Cũng là lúc để bộ phận bàn tiếp tân của gia đình nhà trai sẽ thay mặt đại diện của gia đình của chúng tôi mời nước mời chào cảm ơn tấm gia đình của tất cả quý vị khách quý. Và chúng ta sẽ cùng chung vui với ngày đẹp nhất cuộc đời của cô dâu và chú rể khi họ bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, hạnh phúc gia đình trăm năm. Kính thưa quý vị, và theo như phong tục tập quán của quê hương An Thanh thì trước khi cô dâu và chú rể trở ra ngoài khu vực sân khấu ra mắt hai hậu bốn bên thì cũng là lúc được cô dâu và chú rể xin phép hai hậu bốn bên cùng với đại diện của gia đình nhà trai trở vào trong nhà hướng về với bàn thờ tổ tiên của gia đình nhà trai. Cô dâu chú rể sẽ chắp tay cầu nguyện, chắp tay cầu chúc những gì tốt đẹp nhất để chờ đợi giờ lành giờ đẹp nhất của buổi trưa ngày hôm nay họ trở ra sân khấu ra mắt hai hậu bốn bên. Và trong khi chờ đợi cô dâu và chú rể trở vào trong nhà thắp hương làm lễ gia tiên để viếng ngoài phòng cưới, và chúng tôi cũng không quên thông báo thế bộ phận bàn tiếp tân của gia đình nhà trai sẽ khẩn trương trở ra ngoài khu vực phòng cưới và thay cho những lời mời và những lời cảm ơn trân trọng từ phía đại diện của gia đình của chúng ta ngày hôm nay qua những ly trà và điếu thuốc hương để hân hạnh đón tiếp quý vị khách quý. Và trên sân khấu âm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi vinh hạnh được đón nhận những danh sách đăng ký những bài hát hay nhất viết về tình yêu lứa đôi, tình yêu của tuổi trẻ cùng ca ngợi về vẻ đẹp thủy chung qua cô dâu và chú rể đã và đang được hân hạnh chia sẻ với quý vị trong bữa tiệc cưới của ngày xuân năm mới. Hướng về bế cửa phòng cưới và chúng ta sẽ chờ đợi những giây phút thăng hoa của ngày hạnh phúc, và chúng ta gọi đó là giờ lành giờ thanh long giàu hàm đạo mà cô dâu chú rể chính thức dắt tay nhau bước lên bục vinh quang và ngày hạnh phúc cha năm của đôi nương họ đã và đang được cùng chờ đợi và chia sẻ đối với hai họ bốn bên. Khách quý, và như vậy thay cho những lời hứa hẹn ban đầu qua những cánh phong thư, cánh thiệp hồng mà hai gia đình cùng với cô dâu chú rể trao tay, và kèm theo đó cũng là những lời hứa hẹn để khởi đầu trong mùa xuân Canh Tí 2020, hai họ bốn bên cùng với tất cả quý vị khách quý mọi miền của quê hương đã dành những tình cảm đặc biệt nhất để hướng về với ngôi nhà tràn ngập niềm vui, tràn ngập tình cảm đong đầy với ý nghĩa từ phía quý vị khách quý dành tặng cho hai gia đình nhà trai và nhà gái ngày hôm nay. Và chắc hẳn rằng đây cũng là lúc để chúng ta hướng về với cửa phòng cưới để chào đón hai nhân vật chính đôi nương Xuân Quý và Mai Phương trở ra sân khấu ra mắt hai họ bốn bên, và thay cho những lời cảm ơn đó được đón tiếp hai họ bằng những tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt. Và bây giờ giây phút chờ đợi cũng đã đến, những giây phút đẹp nhất trong cuộc đời của đôi nương Xuân Quý và Mai Phương đã và đang được tái hiện trên sân khấu trang trọng nhất
của ngày lễ thành hôn tại gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay. Kèm theo đó là sự nhiệt thành tán thưởng nồng hậu của quý vị khách quý hai họ bốn bên đã về chung vui với bữa tiệc cưới của ngày xuân. Và đó cũng là những món quà ý nghĩa nhất, những phong bao lì xì lớn nhất từ phía hai họ bốn bên đã dành tặng cho hai gia đình nhà trai nhà gái của chúng tôi ngày hôm nay, để hướng về với mùa xuân, hướng về với câu chuyện tình đẹp nhất mà đôi non Xuân Quý và Mai Phương đã và đang được kể với tất cả quý vị trong những câu chuyện tình thật lãng mạn này. Để rồi ngày hôm nay họ sẽ cùng nhau dắt tay nhau bước vào ngưỡng cửa hôn nhân tình yêu và hạnh phúc, viết lên những giai thoại với những lời nguyện thề, nguyện ước. Để rồi kèm theo đó, sau ít phút nữa chúng tôi được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của hai gia đình nhà trai, nhà gái sẽ tiến lên phía trên sân khấu trước là để chào hỏi hai họ bốn bên, và sau đó là thay cho những lời cảm ơn, sự nhiệt thành đông đủ của tất cả quý vị khách quý đã và đang hiện diện tại phòng cưới của đại gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước hết xin được thay mặt cho đại gia đình nhà trai, thay mặt cho ban tổ chức lễ thành hôn tại gia đình nhà trai, chân thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và đầu xuân năm mới xin được gửi lời chúc sức khỏe tới hai họ bốn bên, và kính chúc hai họ bốn bên đã và đang hiện diện tại phòng cưới của gia đình chúng tôi ngày hôm nay sức khỏe dồi dào, năm mới an khang thịnh vượng và phát tài. Rồi, cái này giống như ở hiện tượng trên mạng ấy, phải không ạ? 500 anh em của quê hương An Thanh đã về hội tụ với phòng cưới của đại gia đình nhà trai, cùng chúc mừng cổ vũ thế cô dâu và chú rể. Ví như những vẻ đẹp đó được tái hiện trên gương mặt của cô dâu và chú rể, thì bên cạnh đó anh em chị em của chúng tôi đứng trên sân khấu cũng thơm lây, là nhìn thấy chị Băng bây giờ giống như cây thông Noel, đúng không ạ? Rất là đẹp. Kính thưa quý vị, và tạm chia tay với những câu chuyện vui đó, xin được quay trở lại với chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, với nghi thức trang trọng nhất của ngày lễ thành hôn. Thưa với quý vị khách quý, và để có những giây phút thăng hoa này, kèm theo đó là những lời nguyện thề, nguyện ước với tình yêu của tuổi trẻ khi họ hứa hẹn bên nhau, cùng sánh bước bên nhau, tìm về nhau nơi con tim thổn thức. Và ngày hôm nay, vinh hạnh cho khán phòng cưới của gia đình nhà trai được hân hạnh đón tiếp sự nhiệt thành đông đủ của quý vị khách quý hai họ bốn bên. Và hơn thế nữa, chúng tôi cũng nhận thấy rằng với sự hiện diện đông đủ đó của quý vị, chắc chắn sẽ làm nên những gì kỳ diệu nhất, một chương trình đặc biệt nhất trong năm 2020. Và ngày hôm nay và bây giờ đây, trước khi tổ chức long trọng những nghi thức đẹp nhất cuộc đời của cô dâu và chú rể được chia sẻ đối với hai họ bốn bên, thì chúng tôi cũng xin được trân trọng, được kính mời mạn phép, được mời đại diện của hai gia đình không ai khác, đó chính là những người song thân phụ mẫu sinh thành ra cô dâu và chú rể mấy mươi năm, nuôi các con khôn lớn, mong các con trưởng thành để rồi dựng vợ gả chồng. Đó là quy luật của tạo hóa, quy luật của người xưa vẫn truyền lại cho đến ngày nay và các thế hệ tương lai. Thì bây giờ chúng tôi được mời lên sân khấu ngay sau đây Đức Sinh Thành, đối với cô dâu và chú rể cũng đã về tham dự chương trình tại gia đình nhà trai. Về phía gia đình nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Sinh Thành ra chú rể Xuân Quý. Xin mời chú trở lại với sân khấu. Về phía đằng gái thì ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được đăng ký từ phía cô dâu Mai Phương, cũng có sự hiện diện của bố Sinh Thành ra cô dâu về chung vui với các con của mình nhân ngày đại hỷ. Xin mời hai chú sẽ trở lại với sân khấu trước này để chào hỏi hai họ bốn bên theo đúng những nghi thức trang trọng nhất, phong tục tập quán của quê hương An Thanh tứ kỳ của chúng ta. Và ngay bây giờ đây, xin được cùng với đại diện của hai gia đình song thân phụ mẫu Sinh Thành cô dâu và chú rể và hai nhân vật chính, xin được gửi lời chào thân ái tốt đẹp tới tất cả quý vị khách quý trong cái cúi chào đẹp nhất. Kính thưa quý vị, và bây giờ nhân có sự hiện diện của Đức Sinh Thành ra cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện tình đẹp nhất của ngày lễ thành hôn. Thưa với quý vị, và nhắc đến tình yêu, hạnh phúc gia đình sẽ luôn là những nền tảng vững chắc nhất để mỗi con người chúng ta tuổi trẻ bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, hạnh phúc gia đình trăm năm. Và đó cũng là mốc son mà hai họ bốn bên đã và được chứng kiến tại khán phòng cưới của hai gia đình nhà trai nhà gái. Với những nghi thức trang trọng này xin được chia sẻ đối với quý vị và những lời nguyện cầu nguyện ước ngọt ngào cho những hương vị của tình yêu vĩnh cửu, thì xin mời đại diện của hai gia đình song thân phụ mẫu Sinh Thành cô dâu chú rể, hai chú sẽ vui lòng nán lại trên sân khấu một ít phút và dõi theo những nghi thức trọn vẹn nhất, những nghi thức đẹp nhất trong cuộc đời của những người con của mình khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, hạnh phúc gia đình trăm năm. Và bây giờ mời cô dâu và chú rể, hai em sẽ trở lại với những nghi thức trang trọng mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn trên bàn tiệc để thay cho những lời nguyện cầu,
nguyện chúc về hạnh phúc trăm năm đối với hai em khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Thế còn tất cả quý vị khán giả thì sao? Hãy cùng với chúng tôi nổ lên những tràng vỗ tay thật lớn cho bữa tiệc cưới ngày xuân được diễn ra. Chọn những lời nguyện cầu, những lời hẹn ước khi cùng nhau dắt tay nhau bước vào ngưỡng cửa hôn nhân hạnh phúc gia đình trăm năm vẫn còn mãi với thời gian, với những bản nhạc hay nhất mà ban tổ chức chúng tôi đã và đang được hân hạnh kính gửi đến quý vị, và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất về ngày hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể sẽ mãi mãi thắm đượm cho những hương vị trang trọng nhất của ngày lễ thành hôn tại gia đình nhà trai của chúng tôi hôm nay. Bắn nút chai lên trên giảm nè, chú giả nhìn này, bắn chéo lên trên này đó, tránh nút bắn vào khách ở dưới đó, đó. Bắn ra rồi mà vẫn còn cố lắc. Nào bây giờ xin mời cô dâu và chú giả hai em sẽ cùng chung tay dắt những ly rượu hề và một màu hồng rực của sông banh tượng cho những hương vị ngọt ngào, những dòng chảy nhỏ đó sẽ chảy mãi suốt cả một đời theo dòng thời gian, để khắc ghi mối tình trong sáng và thủy chung đẹp nhánh pha lê mà đôi nương của chúng ta đã và đang được hân hạnh chia sẻ đối với hai họ bốn bên. Thưa quý vị, và những điều vinh hạnh lớn hơn, những điều hạnh phúc lớn hơn cả đó chính là những người làm cha làm mẹ. Và trên sân khấu bây giờ đây, Đức sinh thành ra cô dâu và chú rể cũng đã và đang hiện diện tại sân khấu nơi trang trọng nhất mà ngày hai con vững bước. Rót hết rượu ở trong chai lên tháp ly đi ạ. Rót hết lên. Và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta sẽ tiếp tục cùng lắng đọng cùng với chúng tôi một ít phút để hướng về với sân khấu dõi theo những nghi thức trọng đại nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể ngày hôm nay mà cô dâu chú rể đã và đang được thực hiện. Như chúng tôi vừa rồi đã cùng chia sẻ đối với quý vị, có những giây phút thăng hoa về tình yêu lứa đôi, tình yêu của tuổi trẻ, thì chúng ta sẽ nhớ mãi đến những lời dân dạy của người xưa, bởi có lẽ rằng công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì con, nên người con phải khắc ghi để đáp đề nghĩa nặng như là trời cao. Đội ơn chín chữ củ lao, sanh thành kẻ mấy công lao cho vừa, đúng không quý vị? Và bây giờ cũng là lúc để cô dâu và chú rể, hai nhân vật chính của chúng ta, thay cho những lời muốn nói, thay cho những lời tri ân báo hiếu tới Đức sinh thành mấy mươi năm dành cho các con, để các con hưởng trọn niềm vui như ngày đầu xuân, tiệc cưới ngày xuân tại gia đình nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng là lúc thay cho những lời cảm ơn đó từ các con các cháu kính gửi đến đại diện của hai gia đình cùng chung vui với những ly tiệc cưới, những ly rượu hỉ để ngày xuân ngày hôm nay. Chắc chắn rằng mùa xuân năm nay sẽ là mùa xuân đáng nhớ nhất đối với cô dâu và chú rể nói riêng và hai gia đình nói chung. Bây giờ mời hai em kính dâng lên Đức sinh thành của mình những ly rượu hỉ, và hai bác hay chú sẽ vui lòng đón nhận những tấm chân tình đó của các con các cháu của mình kính dâng thay cho những lời tri ân báo hiếu. Xin mời. Và với những giây phút cảm nhận thấy rằng thật nhiều những cảm xúc thăng hoa trên sân khấu ngày hôm nay và bây giờ đây, sẽ không thể thiếu được những lời chúc tốt đẹp nhất của tất cả quý vị anh chị dành tặng cho hai gia đình ạ. Và xin được mời, và mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhấp chén rượu giao vui, để kể từ giờ phút này trở đi, những hương vị ngọt ngào đó sẽ thấm đượm mãi trong trái tim mà cô dâu chú rể cùng với hai gia đình nhà trai nhà gái cùng chia sẻ đối với nhau. Và những tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt của quý vị để chúc mừng, và xin mời hai gia đình chúng ta sẽ cùng đi. Nào cô dâu chú rể đồng tay vào. Thở của mùa xuân, những giai điệu của mùa xuân quê hương đất nước vẫn căng tràn nhựa sống về chân khắp nẻo của quê hương Việt Nam. Và chúng ta hãy cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất của mùa xuân quê hương, mùa xuân tình yêu lứa đôi của tuổi trẻ, mùa xuân hạnh phúc vỡ hòa của hai gia đình nhà trai nhà gái, bằng những tràng pháo tay lớn hơn, nồng nhiệt hơn và giòn tan hơn. Là quý vị xin mời. Kính thưa quý vị, và trước khi được tạm chia tay với đại diện của hai gia đình song thân phụ mẫu sinh thành cho cô dâu và chú rể và hai trưởng đoàn, thì bây giờ xin mời đại diện của hai gia đình cũng như Đức sinh thành do cô dâu và chú rể, hai em sẽ tiến lên phía trên một bước, và ở phía sau lưng của hai em sẽ dõi theo những gì tốt đẹp nhất, đó là những lời nguyện cầu nguyện ước.
và hai em bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, tình yêu và hạnh phúc gia đình. Với những lời hứa hẹn đó, chúng ta gọi là chiếc nhẫn định tình, kết mối nương duyên, trao cho nhau món kỷ vật đầu đời, để kể từ giờ phút này trở đi, hai trái tim sẽ cùng hòa chung một nhịp đập. Đây hồi hộp run thế nào thì run phải không ạ, hồi hộp như thế nào thì hồi hộp, nhưng đó là những cảm xúc và chắc chắn rằng ai cũng mong muốn được có được, đúng không ạ? Và phía sau của cô dâu chú rể đó là gì? Sự chứng kiến của Đức Sinh Thành và hai vị trưởng đoàn vẫn đã và đang dõi theo và đã nghe hai em hứa hẹn như thế nào khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, hạnh phúc gia đình trăm năm. Với những tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt của tất cả quý vị khán giả đó rồi ạ, xin mời. Em trao nhẫn rồi, kỷ vật đầu đời sẽ còn mãi sẽ không bao giờ có gì tách rời hay chia lìa ra được nữa, đúng không ạ? Vậy nên chú rể sẽ bỏ chiếc hộp trao nhẫn đó ra phía ngoài, đúng không ạ? Bởi có lẽ rằng món kỷ vật này từ bây giờ trở đi cho đến mãi mãi về hạnh phúc tương lai không bao giờ tháo ra nữa, đúng không ạ? Vậy còn giữ lại cái hộp đó làm gì? Đúng không ạ? Và bây giờ, kính thưa quý vị, những lời cảm xúc đó sẽ được kể với tất cả quý vị. Với những mỹ từ thật đẹp đến từ phía đại diện của hai gia đình nhà trai nhà gái, thì ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của gia đình nhà gái sẽ có đôi lời cảm nhận về ngày vui trọn vẹn bữa tiệc cưới ngày xuân tổ chức long trọng tại hai gia đình nhà trai nhà gái ngày hôm nay. Cũng là lúc đại diện của gia đình nhà gái sẽ có đôi lời thưa chuyện, kính thưa kính gửi đối với tất cả quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đã bớt chút thời gian về chung vui với ngày hạnh phúc trăm năm của các con, các cháu. Xin được chào đón vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái với những lời phát biểu đầu tiên và những tràng pháo tay thật lớn, nồng nhiệt. Xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em trong hai họ, bạn bè của hai cháu. Trải qua một thời gian hai cháu quan hệ và tìm hiểu được sự cho phép và quan tâm vun đắp của hai bên gia đình, hai cháu đã kết bạn lên từ mối tình, đến giờ phút này đã đến bên bờ hạnh phúc. Thể theo ý nguyện của hai cháu và sự mong đợi của hai bên gia đình, do vậy giữa hai bên gia đình đã tiến hành gặp gỡ và đi đến thống nhất từng bước tổ chức các nghi lễ theo phong tục tập quán của người Việt Nam để tiến tới hôn nhân cho hai cháu. Hôm nay được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi hai cháu và sự thống nhất của hai bên gia đình, lựa chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước tiên, tôi đại diện cho phái đoàn họ nhà gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp rất là trang trọng và tràn đầy tình cảm của gia đình họ nhà trai dành cho họ, là chúng tôi phái đoàn họ nhà gái chúng tôi. Và những giây phút hẹn hò và chờ mong, đến giờ phút này hai cháu đã là của nhau, lên vợ thành chồng và là dâu hiền rể thảo của hai bên gia đình và hai họ. Trước cái giờ phút trọng đại hạnh phúc này, rất mong các cháu phải luôn luôn trân trọng gìn giữ và vun đắp mối tình các cháu là lựa chọn, biết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng chung ý chung lòng vun đắp lên tổ ấm hạnh phúc lúc nào cũng được đủ đầy sum vầy và hạnh phúc. Tuy nhiên, phía trước của các cháu rất cần được sự quan tâm, che chở và giúp đỡ của hai bên gia đình để ngôi nhà hạnh phúc của các cháu dần được hoàn thiện, sớm được đón nhận những hoa thơm trái ngọt. Đó là điều mong mỏi và chúc phúc của hai bên gia đình đối với hai họ. Trước khi ngừng lời, cho phép tôi được kính chúc tất cả các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em trong hai họ, bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhân dịp đầu xuân mới, đón được nhiều niềm vui mới. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì ban tổ chức tại gia đình nhà trai đã được hân hạnh giới thiệu với quý vị những lời thưa chuyện, kính thưa kính gửi, và kèm theo đó là những lời chúc hạnh phúc cho năm đối với con các cháu và những lời chúc xuân, chúc Tết bình an thịnh vượng đối với hai họ bốn bên đã và đang hiện diện tại phòng cưới của đại gia đình nhà trai. Thế còn niềm vui hân hạnh từ phía gia đình nhà trai của chúng tôi được đón tiếp quý vị khách quý đã về chung vui với gia đình nhà trai của chúng tôi như thế nào thì ngay bây giờ xin được quay trở lại với những lời mỹ từ thật đẹp từ phía đại diện của gia đình nhà trai, kính gửi đến hai họ bốn bên và xin những tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt để chào đón. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác cũng như
nội ngoại của hai gia đình cũng như của hai cháu về dự tổ chức buổi thành hôn hôm nay. Hôm nay là ngày nàng tháng đẹp, được sự đồng thuận của hai cháu, được sự chuẩn bị của hai gia đình, được sự vun vén của hai vị họ, cũng như được chứng kiến của chính quyền địa phương hai nơi. Hôm nay ông bà Thuyển và ông bà Cường chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Xuân Quý và Mai Phương. Lời đầu tiên, nhân dịp đầu năm mới, cho phép tôi được thay mặt gia đình họ nhà trai xin được gửi tới quan viên anh họ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay đây rất phấn khởi cho gia đình họ nhà trai chúng tôi được đón các vị quý khách cũng như quan viên anh họ về để cùng chúc phúc cho gia đình cũng như đôi bạn trẻ. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt họ nhà trai xin được mời quan viên anh họ cùng các vị quý khách xa gần cũng như bạn bè nam nữ của hai cháu sẽ uống nước, hút thuốc, uống trà để cùng chúc phúc và mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Trong ngày vui trọng đại này, tôi xin chính thức nhận cháu Mai Phương sẽ làm dâu hiền của gia đình họ nhà trai chúng tôi và cũng gửi gắm cháu Quý sẽ là rể quý của gia đình các cụ họ nhà gái. Trong giờ phút trọng đại này, làm cha làm mẹ cũng chỉ biết thay lời can dặn các cháu sẽ cố gắng tích cực sáng tạo trong công tác cũng như lao động để đưa cuộc sống gia đình ngày một đi lên và phải có trách nhiệm với hai bên dòng họ cũng như hai bên bác mẹ sinh thành để đẹp lòng mẹ cha và vui lòng quan viên hai họ. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, xin chúc hai họ mạnh khỏe, chúc hai cháu hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn một lần nữa tới đại diện của hai gia đình. Và trước khi được mời hai bác trở lại với bàn tiệc, nếu như có thể và quý vị khách quý ủng hộ thì cho phép ban tổ chức được mời hai bác tiến lên phía trên một bước. Hai bác sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật ấn tượng, thật đẹp để tình đoàn kết thông gia của hai gia đình sẽ đẹp mãi và tình yêu hạnh phúc cho năm của các con các cháu sẽ mãi mãi vĩnh cửu. Những cái bắt tay đẹp nhất trên sân khấu ngày hôm nay được không quý vị? Và xin được chân thành cảm ơn. Và nào bây giờ xin được mời đại diện của hai gia đình nhà trai nhà gái sẽ tiến lên phía trên. Thế còn những chào hỏi tay thật lớn nồng nhiệt của quý vị thay những lời cảm ơn và đón tiếp đại diện của hai gia đình. Kính thưa quý vị, và trước khi để quay trở lại với bữa tiệc âm nhạc liên hoan chúc mừng cho ngày vui bữa tiệc cưới ngày xuân tại gia đình nhà trai thì ngay bây giờ đây chúng tôi được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thân mẫu sinh thành cho chú rể Xuân Quý sẽ thay cho những lời nhắn gửi đến hai con của mình với những món quà chứa chan vào đó tất cả là tấm chân tình, những lời muốn tâm sự, những lời muốn nói đối với người con dâu yêu quý của mình khi bước về ngôi nhà chung tràn ngập niềm vui, tràn ngập tình cảm. Đó là nét văn hóa chắc chắn rằng về với quê Thanh Kỳ, về với quê An Thanh, quý vị sẽ cảm được, cảm nhận được những cung bậc của cảm xúc dạt dào đó như thế nào với những món quà ý nghĩa ngay sau đây. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Lời chào đón tấm thiện tình của người mẹ dành tặng cho con dâu thì quý vị nhớ câu ngày xưa vẫn nặng nợ với câu nói đồng mẹ chồng nàng dâu có không ạ? Nghe đến cái chữ mẹ chồng nàng dâu quý vị bao giờ cũng phải có thể như nói tuổi trẻ ngày hôm nay cái gì nó khủng khiếp lắm. Thế nhưng ngày hôm nay thì quý vị thấy về với An Thanh, về với Tư Kỳ, về với những gương mặt phúc hậu của quê hương chúng tôi thì quý vị thấy mẹ chồng đón nàng dâu như thế này đã được chưa? Được chưa không ạ? Được không quý vị? Yeah. Và xong hai mẹ con và đặc biệt món quà này sẽ dành riêng cho cô dâu Mai Phương và chắc chắn hai mẹ con dành tặng cho nhau một cái ôm thật chặt, thật tình cảm có được không ạ? Được không quý vị? Hạnh phúc trăm năm của các con ở phía sau còn nhiều gian nan, thế nhưng bao nhiêu vất vả muộn phiền lo toan mẹ lo, mẹ cho con hết. Đúng không quý vị? Được không ạ? Và xin chào vào tay thật lớn nữa dành tặng cho hai mẹ con. Xin được chân thành cảm ơn quý vị thật nhiều. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu các anh các chị của chú rể Xuân Quý cũng đã về chung vui với ngày hạnh phúc của hai em, cũng trở lên sân khấu và thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đối với hai em, những món quà ý nghĩa nhất để hai em vững bước vào ngưỡng cửa hôn nhân hạnh phúc gia đình trăm năm. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các
Xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể chân thành cảm ơn những món quà rất ý nghĩa từ phía tất cả các anh, các chị, các em đã trở lại với sân khấu. Chúc mừng tới đôi nương của chúng ta ngày hôm nay. Và thay cho những lời cảm ơn đó thiếu sao được những ly trà và điếu thuốc thơm, thay cho những lời cảm ơn và giữ được phong tục tập quán, nét văn hóa của quê hương Thanh Kỳ, An Thanh của chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý vị. Từ phía hai nhân vật chính cô dâu và chú rể thì bây giờ mời hai em trở lại với bản tiệc, mời nước mời chầu, cảm ơn tấm thiện tình của tất cả quý vị khách quý. Và chúng tôi xin được quay trở lại và bắt đầu với bữa tiệc âm nhạc chúc duyên hạnh phúc cho năm đối với cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và thì chúng tôi được trân trọng giới thiệu và kính mời tiếng hát của Tuấn Cảnh. Và xin mời Tuấn Cảnh. Tuấn Cảnh Huy Cảnh cũng phải lên đây. Cứ lên đây. Okay. Đầu tiên xin chúc Hữu Cảnh gửi đến toàn thể hậu hôn một lời chào và một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất ạ. Để chúc phúc cho anh chị, Hữu Cảnh xin gửi đến toàn thể hậu hôn một bài hát Ngày Xuân Vui Cưới. Cúc sừng bày cho ngắt ngay trời mây. Bà
của Huy Cảnh đã trở lại với bữa tiệc âm nhạc ở liên hoan chúc mừng cho bữa tiệc cưới ngày xuân tại gia đình nhà Tranh ngày hôm nay. Thưa với tất cả quý vị, và chương trình văn nghệ của chúng ta ngày hôm nay thì còn rất nhiều những tiếng hát hay đã cùng đăng ký về với ban tổ chức. Thế nhưng chúng ta nhận thấy rằng thông tin từ phía đại diện của hai gia đình nhà Trai nhà Gái được thống nhất thì bây giờ cũng có lẽ rằng đại diện của gia đình nhà Gái sẽ một lần nữa quay trở lại với sân khấu để có đôi lời đến tất cả quý vị khách quý, để cho chương trình ngày hôm nay được thêm đẹp hơn, thêm trọn vẹn hơn nhân bữa tiệc cưới của ngày xuân được diễn ra tại gia đình nhà Trai với sự đón tiếp nồng hậu của hai gia đình nhà Trai nhà Gái đã dành tặng. Và xin được kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em trong hội họ, bạn bè của hai cháu, nên trải qua những chú hút tổ chức thành hôn hai cháu đến giờ gia đình và nhà Gái chúng ta chặt cán tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp rất là lòng hậu và trang trọng của gia đình nhà Trai đã dành cho các đoàn người gái chúng tôi. Và cũng đến giờ phút chúng tôi trao gửi cháu Phương cho gia đình nhà Trai, từ những phút này là con là cháu của các cụ công các bà ở trên con hiệu nhà Trai. Và đến giờ phút này tôi cũng xin phép các cụ công các bà cho phép các đoàn chúng tôi để rời huân trường gia đình nhà Gái để lo tiếp tục công việc. Xin được trân trọng cảm ơn những lời thưa chuyện của đại diện gia đình nhà Gái. Thưa quý vị, và với những lời xin phép từ phía đại diện của gia đình nhà Gái cũng thay cho những lời chia sẻ đối với quý vị rằng và chương trình ngày hôm nay sẽ được diễn ra trọn vẹn hơn khi đại diện của hai gia đình nhà Trai nhà Gái chúng ta sẽ chọn những giờ lành để lấy niềm vui và chọn những điều may mắn đó để rước lộc về nhà nhân bữa tiệc cưới cùng ngày xuân. Và cũng những lời xin phép của đại diện gia đình nhà Gái được thay những lời tạm biệt đối với quý vị khách quý có mặt trong căn phòng cưới của đại diện nhà Trai ngày hôm nay cho chương trình tổ chức ngày lễ thành hôn. Chúc phúc từ đồng với chia sẻ, xin được thân ái cảm ơn và kính chúc quý vị ra về sức khỏe dồi dào, tiếp bước của một xuân năm mới an khang thịnh vượng. Xin được chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.